Làm sao Nô Phước Thịnh có thể tị nạnh với Đông Nhi khi cả hai thân thiết như thế này? Tình bạn của Nô và Đông Nhi được xem là một trong những mối quan hệ thân thiết hiếm có của showbiz Việt. Tin đồn Nô Phước Thịnh hủy show diễn vì hình ảnh của anh trên poster quảng cáo nhỏ hơn của Đông Nhi đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây. Đây là thông tin chưa rõ thực hư, nhưng rất nhiều người đã chia sẻ kèm theo đó là những câu hỏi, bình luận xúc phạm đến nam ca sĩ. Hình ảnh Nô Phước Thịnh vì vậy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vụ việc càng gây chú ý bởi Nô vốn có tình bạn thân thiết với Đông Nhi. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật. Đây cũng là cặp đôi bạn thân nổi tiếng showbiz cùng với Ngô Kiến Huy, ông Cao Thắng, bộ tư chính xác là hỏi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tình bạn của Nô Phước Thịnh và Đông Nhi thân thiết đến nỗi cả hai từng vướng vào tin đồn yêu nhau, cho đến khi Đông Nhi công khai yêu ông Cao Thắng. Những hình ảnh này thật khó tin, Nô Phước Thịnh có thể vì tị nạnh với Đông Nhi mà bỏ show như tin đồn hiện nay. Nô Phước Thịnh cũng vừa chính thức lên tiếng, anh cho biết nếu người tung tin không có động thái tích cực và đính chính thì sẽ nhờ công an vào cuộc. Hé lộ gia thế khủng ít ai biết của hot girl MQ18. Không chỉ gây chú ý khi mới 17 tuổi đã đóng cảnh nóng, hot girl MQ18 Khay Thi Nguyễn còn khiến khán giả tò mò về gia thế của mình. Song song với độ hot của phim MQ18 của đạo diễn Trác Liên Nguyễn với doanh thu khủng, tên tuổi của nữ diễn viên chính mới 17 tuổi là Khay Thi Nguyễn cũng thu hút sự chú ý. Không chỉ gây bàn tán khi mới 17 tuổi đã có cảnh nóng với Kiều Minh Tuấn, hot girl MQ18 thời gian qua còn được dân mạng nhắc tới khá nhiều khi bất ngờ xuất hiện khá thân thiết bên Will, chàng ca sĩ điển trai của nhóm nhạc 365 cũ. Bên cạnh tin đồn của bạn trai cũ của hot girl Quỳnh Anh Xin, hot girl 10X này còn được chú ý nhờ nhan sắc cực xinh. Thông tin xoay quanh cuộc sống và gia thế của cô nàng cũng gây cho cộng đồng mạng nhiều tò mò. Dù không thường xuyên cập nhật thông tin trên các trang mạng xã hội như Facebook hay Instagram, cũng như khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng quan sát cảnh hậu trường trong một số bức ảnh được Khay Thi Nguyễn chia sẻ mới đây, nhiều người dự đoán cô nàng sống trong một gia đình khá giả. Nữ diễn viên trẻ chụp ảnh trong sân vườn tràn ngập hoa với chiếc ô tô đắt tiền lấp ló phía sau. Hot girl môi giày xinh đẹp kiêu sa thả dáng trên đường phố của nước Mỹ. Không khó để nhận ra căn nhà phía sau khá hoành tráng. Phòng ngủ với đủ các món đồ là nơi thường xuyên được Khay Thi Nguyễn chụp ảnh tự sướng. Hot girl Việt môi giày Khay Thi Nguyễn cũng có tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bình An Khay Thi, mang trong mình hai dòng máu Mỹ Việt. Cô nàng từng có thời gian sống với gia đình tại Mỹ. Trước khi được biết đến với vai diễn nặng ký trong MQ18, Khay Thi đã là một beauty blogger triệu view trên cộng đồng mạng. Khay Thi cũng thường xuyên chia sẻ các clip hướng dẫn trang điểm theo phong cách Tây. Mặc dù sở hữu nét đẹp lai Tây cũng như sự nổi tiếng trên mạng của mình, nhưng trong một bài phỏng vấn trên báo chí mới đây, cô gái 17 tuổi cho biết không muốn được coi là hot girl, cô nàng thích được biết đến với vai trò là một diễn viên. Chặng đường tan vỡ tình bạn giữa Đàm Vĩnh Hân và Phương Thanh. Từng là những người bạn được cho là khá thân thiết, nhưng nay Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hân lại ở hai đầu, không thể chào nhau một câu, dù số lần gặp mặt là không ít. Sau Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, thông tin Đàm Vĩnh Hân chèn ép Phương Thanh, không muốn cô ngồi trên ghế nóng cùng mình đã được đưa ra. Mặc dù Đàm Vĩnh Hân phủ nhận thông tin này, nhưng nhà sản xuất chương trình khẳng định đó là sự thật. Chân tướng sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng một lần nữa mâu thuẫn lâu dài giữa Đàm Vĩnh Hân và Phương Thanh đã được nhắc đến. Ít ai biết, trước khi không thể đứng chung trên sân khấu cùng nhau, Đàm Vĩnh Hân và Phương Thanh đã từng là hai người bạn thân thiết đến thế nào. Những năm đầu tiên của giai đoạn làn sóng xanh, Đàm Vĩnh Hân và Phương Thanh là hai cái tên được nhắc đến khá nhiều. Hai người với hai cá tính mạnh giống nhau đã trở thành hai người bạn khăng khít trên sân khấu và cả ngoài đời. Ngày đó cả hai cùng đi ăn chung, thậm chí người này đến nhà người kia lấy thức ăn mang về. Và dĩ nhiên, đi cùng đó là những mỹ từ dành cho nhau. Có thời điểm nói về tình bạn này, chị Chanh dành nhiều lời lẽ đầy trân trọng. Ở chúng tôi có sự đồng điệu, chúng tôi có máu điên khi hát, luôn hát hết mình hay pha trò với khán giả trên sân khấu để giải tỏa không khí căng thẳng. Hân nói chuyện có duyên và rất hay, là người biết cách chia sẻ vui buồn một cách chân thật.
Nhưng rồi một năm sau, trong live show được tổ chức vào tháng 8 2007, Phương Thanh úp mở về chuyện bị người khác chơi xấu, muốn sự nghiệp cô đi xuống. Một khoảng thời gian sau, nữ ca sĩ bị nhắn tin đe dọa liên tục, khiến tinh thần bị ảnh hưởng. Một nhà báo đồng thời là bạn của Phương Thanh cũng đã bị vạ lây. Bị đánh đến nhập viện và khâu 7 mũi, nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết, một trong hai người cô nghi ngờ liên quan trực tiếp đến những việc tồi tệ đó chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dù tình hình rất căng thẳng, nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng có thái độ hết sức ôn hòa, tiếc nuối cho mối quan hệ giữa anh và Phương Thanh. Hưng không muốn mất đi một người bạn hiểu được mình, có thể chia sẻ với nhau những điều không thể nói với ai khác. Người nào là thủ phạm của sự việc ác độc này, thế nào cũng sẽ gặp quả báo. Năm 2008, trong một bài phỏng vấn, Phương Thanh tiếp tục đề cập đến mối quan hệ với Mr. Đàm, khẳng định không hề thân thiết như mọi người nghĩ. Cô còn thẳng thắn cho rằng Đàm Vĩnh Hưng chỉ là thế hệ đàn em, chứ không phải ngang hàng. Khi này, thông tin Đàm Vĩnh Hưng hại Phương Thanh bằng bùa ngải đã được râm ran trong showbiz. Mãi 4 năm sau, mối quan hệ ồn ào này lại phủ sóng mặt báo khi cả hai cùng góp mặt trong chương trình Làn Sóng Xanh 2012. Song ca cùng nhau, tình tứ cùng nhau khiến nhiều người cho rằng gương vỡ lại lành. Tuy nhiên sau đó Phương Thanh lên tiếng khẳng định không hề có chuyện cả hai làm hòa và tuyên bố không bao giờ có chuyện tha thứ cho Đàm Vĩnh Hưng. Nữ ca sĩ nói rõ gương đã vỡ thì không nên tiếp tục chạm vào thì sẽ đứt tay. Cho nên cuối cùng với Phương Thanh, chuyện cũ có thể dẹp qua một bên, nhưng bắt đầu lại mối quan hệ với Mr. Đàm là điều không thể. Mâu thuẫn đã được chỉ tên trực diện hơn khi trong một bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng đề cập "Tôi dám lấy cả sinh mạng của mình, của tất cả những người tôi yêu quý để thề đọc rằng tôi chưa bao giờ làm hại ai bằng bùa ngải. Chuyện đó không có thật và tôi dám lấy tất cả mọi thứ tôi có để tuyên thệ. Bạn có thể hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào?" Điều này không làm dập tắt được những ồn ào, nghi vấn về mối quan hệ của hai người, mà còn thổi bùng lên mâu thuẫn khi Phương Thanh đáp trả lại sự khẳng định đó trên mạng cá nhân. "Bây giờ tôi phải gọi bạn là gì đây? Bằng tên thì không thể vì không còn thân mật lắm. Tôi không có tính thảo mai nên tôi không thể làm được. Vậy tôi gọi bạn là Tám Đàm nhé. Tôi không kêu là Mr. Đàm được, bởi vì tôi biết ông Tám Đàm là ai và ở đâu." Trong dòng chia sẻ này, Phương Thanh nhắc đến chuyện cả hai đã từng giáp mặt nhau và khi ấy, thậm chí nữ ca sĩ chỉ thẳng tên rằng chính Đàm Vĩnh Hưng và mẹ anh đã làm chuyện xấu hại chị. Từ câu chuyện của Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng, một lần nữa người ta lại thấy showbiz cái gì cũng mong manh, nhất là tình bạn. Trường Giang tiếp tục bị ném chai khi đang diễn và cách xử lý khiến nhiều người bất ngờ. Nghệ sĩ hài tiếp tục bị ném chai khi đang biểu diễn tiếp mục trên sân khấu, nhưng rút được kinh nghiệm lần trước, Trường Giang có cách xử lý khéo léo hơn. Đoạn clip ngắn dài chưa đầy một phút ghi lại cảnh nam diễn viên hài Trường Giang và bạn diễn Lâm Vĩ Dạ tại một show diễn của tỉnh. Trên sân khấu đơn giản, Trường Giang chỉ cách khán giả vài mét, bên dưới là nhiều người theo dõi, các em nhỏ đứng sát cạnh sân khấu của nam danh hài. Khi anh và Lâm Vĩ Dạ đang tung hứng cho tiết mục của mình, thì bất ngờ bên dưới ném lên một chai nước đã được sử dụng. Tình huống này làm nhiều người gợi nhớ đến câu chuyện Trường Giang bỏ về khi bị ném chai lên sân khấu cách đây không lâu. Và thời điểm xảy ra câu chuyện đó, Trường Giang đã bị nhiều người lên án vì cách xử sự chưa thực sự hợp lý. Lần này khi bị khán giả ném chai, Trường Giang lập tức nhặt chai nhựa lên và nói: "Trời đất ơi, nó coi nghệ sĩ không ra giống ôn gì hết. Để tôi vứt xuống dưới cho nó có cái vứt lên nữa." Cách xử lý hài hước của Trường Giang khiến khán giả bật cười và cũng không quên thể hiện thái độ bức xúc với nhóm trẻ đã ném chai nước lên sân khấu. Thực tế khi tham gia chạy show tỉnh, các nghệ sĩ thường gặp không ít sự cố. Do ý thức khán giả cộng với an ninh không đảm bảo, nghệ sĩ thường xuyên bị ném vật thể lạ và chọc ghẹo. Rò rỉ hình ảnh Khởi My bí mật đi thử váy cưới cùng Kevin Khánh. Hình ảnh Khởi My trong bộ váy cưới màu trắng đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Còn vài tháng nữa là hôn lễ của cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh mới chính thức diễn ra. Nhưng hiện tại cặp đôi đã gấp rút hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, Khởi My cùng chồng sắp cưới Kevin Khánh đã có buổi chụp hình và thử trang phục cưới tại studio ở thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh hậu trường cũng nhanh chóng được hé lộ, thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong ảnh, Khởi My diện trang phục rất đơn giản, đeo khẩu trang kín mít để tránh sự chú ý khi xuất hiện ở nơi đông người, nhưng vẫn bị khán giả phát hiện vì có những đặc điểm riêng không lẫn vào ai. Có thể thấy giọng ca người yêu cũ rất hạnh phúc khi đi thử váy cưới và tự chụp ảnh selfie kỷ niệm.
Được biết Khởi My và Kevin Khánh đang gấp rút chuẩn bị gửi thiệp mời tới tận tay bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hiện tại hình ảnh Khởi My xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan hâm mộ và được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.